Xin chào các bạn. Tiếp theo cái series bài giảng lớp kế toán free dành cho người mất gốc. Thì hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn gộp cái mã vật tư hàng hóa khi mà bị khai báo trùng trên phần mềm kế toán Misa. Này xảy ra trong trường hợp mà một cái loại vật tư hàng hóa nào đó mà các bạn khai nhưng mà bị trùng một mã vật tư hàng hóa mà bạn khai hàng hai lần. Ví dụ cùng một mặt hàng A, nhưng trong quá trình làm bạn lại khai làm hai mã. Thì bây giờ mục đích là muốn gộp hai cái mã này làm một để cho nó thống nhất. Thì làm như thế nào? Thì trước tiên bạn bật phần mềm Misa lên. Các bạn vào danh mục, vào vật tư hàng hóa, vào vật tư hàng hóa. Bạn xem như đây tôi có kia hai cái mã này đây, cùng một loại hàng nhưng mà có bị khai làm hai mã, và cái lượng nó sẽ tách ra làm hai, việc xuất đi rất là khó nhưng nó không thống nhất được. Thì cách làm như sau: bạn vào danh mục, vào vật tư hàng hóa. Đây như tôi vào vật tư hàng hóa đây. Sau đó các bạn chọn một mã, các bạn bấm chuột phải. Các bạn vào gộp. Thì cửa sổ sẽ hiện ra. Các bạn vào chọn vật tư hàng hóa. Chuột phải. Vào một mã trùng, sau đó cửa sổ hiện ra. Các bạn vào chọn vật tư hàng hóa, các bạn tìm đến cái hai cái mã này, và ở đây đã có một mã chọn rồi, các bạn tích tiếp vào cái mã còn lại. Tiếp vào mã vật tư còn lại. Sau đó các bạn ấn đồng ý. Đây như tôi đã tích vào hai cái vật tư trùng rồi đây. Bây giờ tôi ấn đồng ý. Thì ở đây các bạn để ý là có hai cái mã vật tư trùng sẽ hiện lên ở đây. Ở đây ghi là gộp chung vào vật tư hàng hóa clip mẹt, hoặc là bạn có thể tích vào đây, vào cái trên hoặc cái dưới được tùy bạn. Tôi chọn vào clip mi. Sau đó các bạn nhấn gộp. Ở đây phần mềm nó ra thông báo là chương trình đã thực hiện gộp vật tư hàng hóa thành công. Các bạn ấn OK. Cửa sổ hiện ra. Các bạn vào gộp. Phần mềm sẽ báo thành công thì các bạn ấn OK. Đây để tôi tìm đến cái mã vừa gộp. Đây, clip mi. Như này là cái lượng của nó làm 350 và 250 cộng lại bây giờ nó là 6.000 này. Phần mềm thông báo gộp mã thành công.
Các bạn chỉ kiểm tra lại xem cái số nhé. Thế tôi thao tác lại cho các bạn này. Các bạn vào danh mục này, vào vật tư hàng hóa này, các bạn tìm đến cái mã gần gộp. Đây, ví dụ tôi bây giờ tôi gộp hai cái mã vật tư này là một này, chuột phải vào nguồn dòng này, ấn gộp này, đây cửa sổ hiện ra này. Ở đây này có một số lưu ý sau khi thực hiện chức năng này. Các vật tư hàng hóa được chọn sẽ gộp lại thành một vật tư hàng hóa duy nhất. Vật tư hàng hóa còn lại sẽ bị xóa. Tất cả các phát sinh liên quan đến vật tư hàng hóa gộp sẽ chuyển thành vật tư hàng hóa duy nhất tại mục gộp chung vào vật tư hàng hóa. Rồi các bạn vào chọn này. Các bạn chọn cái vật tư còn lại này. Ấn đồng ý này. Sau đó nhấn gộp này. Đấy, chương trình đã thông báo thành công rồi đây. Như vậy là vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn gộp cái mã vật tư hàng hóa khi bị khai báo trùng. Xảy ra trường hợp mà các bạn có một mã vật tư hàng hóa nhưng lại khai làm hai lần hoặc là làm nhiều lần nhiều mã, dẫn đến là khó quản lý, và bây giờ muốn gộp lại thì cho nó thống nhất. Video của tôi hôm nay xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh, like, share và nhấn chuông để nhận được những video mới. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công.